Trước mặt quý cô chú anh chị, đây là nhà hàng nổi Sông Hương đấy quý vị. Đây là một trong những cái biểu tượng nằm bên cạnh cầu Tràng Tiền của Huế quý vị. Ở đây là một trong những nhà hàng nổi nhìn rất là ấn tượng vào ban đêm. Khung cảnh hết sức là tuyệt vời khi mà các ánh đèn LED được bật lên. Hôm nay mình mời quý cô chú anh chị chúng ta đi dạo một chút ở sông Hương. Cảm nhận không khí trong lành và một ngày bầu trời nắng ấm áp hơn so với những ngày âm u. Ở đây có một menu nằm ở phía trước nhà hàng nổi đó quý vị. Chúng ta xem cái thực đơn ở phía trong này như thế nào. Đây là hình ảnh nhà hàng nổi Sông Hương vào ban đêm đấy quý vị. Nhìn nó lung linh không? Đấy. Đây là hình ảnh có bắn pháo hoa của năm nào đây, hay là bắn từ Đà Nội. Quý cô chú anh chị có thể xem thực đơn ở phía trong này. Món khai vị. Đây, có món khai vị ở nhà hàng nổi Sông Hương. Bên đây thì có các món súp, cháo, ốc sò, tôm, mực, khá là đa dạng phong phú đó quý vị. Đây là menu. Còn đây là cổng chính, cổng trước của nhà hàng đấy quý vị. Đó. Chúng ta đi vào, chúng ta tham quan một xíu không cần đến đây. Đây là một trong những hình ảnh rất là tuyệt vời của sông Hương vào một buổi chiều trời nắng đẹp đó quý vị. Ở bên đây thì có các hàng rào làm để trồng hoa đấy quý vị này. Đấy, nhìn những hàng rào tre nó chân thật hơn so với những hàng rào sắt. Đây là không gian tiền sảnh ở bên trước, ở giữa đó quý vị. Đó, chúng ta nhìn ở trong ra có các ánh đèn, hai ánh đèn. Chiếc cổng trước đó có thêm cây cọ nữa quý vị. Đây, chúng ta cùng đi tham quan, đi dạo một xíu ở nơi đây. Công trình đang thi công. Đó, chúng ta nhìn ngược lên hướng phía trên đó là cầu Tràng Tiền đó quý vị. Đấy, có thằng tiền. Còn bên đây là những chiếc cano và những chiếc thuyền rồng đang đậu ở đó để chuẩn bị đón khách vào bữa tối hoặc là chờ khách. Đây, phía trước anh chị ta đi vào phía bên trong khung cảnh, ta cũng đi dạo dạo một vòng xem thế nào. Đây là bằng sắt đấy quý vị này. Này bằng sắt, các cái lá sen này tạo ra bằng những cái tấm sắt đó quý vị. Đấy. Nhìn rất là chắc chắn. Để ban đầu mình nhìn cứ tưởng đâu đây là ở phía không gian ở phía bên trong. Nhìn hết sức là sang trọng đấy quý vị. Đấy. Chúng ta tiếp tục đi quanh bao quanh một vòng. Happy Birthday Thu Trang. Hương sen. Ở đây nhìn qua bên kia là không gian của chợ Đông Ba đấy quý vị. Đây là không gian của chợ Đông Ba. Ở đấy. Bên kia là gia hội. Ở dưới kia chúng ta thấy các chiếc thuyền rồng mà đang neo đậu ở phía dưới đấy. Bên này là có chiếc súp của anh chị em đang chờ súp bên ngoài quý vị này. Đây. Đang chờ súp bên ngoài. Đây. Chờ súp nó hết sức là dễ thương. Chờ súp ở trên sông Hương. Đây các anh em này đang chèo chắc ở phía Vì Dạ chèo qua đấy quý vị. Bên đây trên đây là Vì Dạ.
Bên đây đang chèo súp ở trên sông Hương, chèo về hướng cầu Tràng Tiền. Cầu Tràng Tiền ở dưới đây. Đấy, chúng ta nhìn phong cảnh sông Hương ở trên nhà hàng nổi sông Hương. Đây là cái vị trí chúng ta đang đứng ngắm cảnh hướng về cầu Tràng Tiền đấy quý vị. Phong cảnh rất là đẹp luôn. Giờ này bầu trời nó còn nắng đấy quý vị. Phía trước đây có mấy cây cỏ nhỏ nhỏ dễ thương quý vị. Có mấy chiếc thuyền rồng khổng lồ. Đây. Mấy chiếc thuyền rồng khổng lồ luôn quý vị. Các bạn thấy khu vực gần sông Hương đây có 4 chiếc thuyền rồng khổng lồ luôn quý vị. Đây gọi là Ngự Hương. Ngự Hương 1, Ngự Hương 2, Ngự Hương 3, Ngự Hương 4. Wow, mình đánh sát đây một cái. To cỡ nào quý vị. Ngoài kia cũng rồng đang đi. Đây nó hiện đại bậc nhất luôn quý vị. Với những chiếc thuyền rồng này các bạn thấy không? Thấy cửa trang trí hoa văn, cửa kính trang trí hoa văn hơn cả nhà ở nữa. Thuyền rồng này chắc là loạn tiền lắm quý vị. Ở trong trên đó là phong bằng gỗ luôn quý vị. Ở đây chúng ta nhìn lên, chúng ta cũng thấy được chiếc thuyền rồng này thế nào. Dọc theo sông Hương đây thì có rất là nhiều thuyền rồng luôn quý vị. Đây gọi là Ngự Hương 16K, Ngự Hương 4. Đấy, các bạn đứng sát vào đây nhưng mà thấy được có cái sự kiểm định của Bộ Giao thông Vận tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam. Đấy, các cái nội thất bằng gỗ. Đây là cái đầu rồng, đầu thuyền đó quý vị. Đầu thuyền đây cũng là bằng gỗ luôn quý vị. Được chạm khắc hết sức là tỉ mỉ luôn. Những chiếc thuyền rồng to khổng lồ. Đây là cái điểm giữa của hai chiếc thuyền rồng, nó tựa vào nhau bằng các cái lớp xe đó quý vị. Xe mình thấy ở dưới cá nó này là nhiều lắm. Hình như chiếc này to hơn cái gì này. Như hai chiếc hai bên nó to hơn, hai chiếc ở giữa. Hai chiếc này nó to hơn này, chiếc ở bên kia nó cũng to hơn. Đấy. Chiếc Ngự Hương này là Ngự Hương mấy đây? Mình không thấy Ngự Hương mấy nhưng mà chiếc này nó lại to khổng hơn chiếc bên kia này quý vị. Ở trên có treo cái lá cờ. Đó. Neo đấy, là một sắc.
Wow, à, chiếc thuyền rồng. Chiếc này có dịp quý cô chú anh chị về Huế về đặt chiếc thuyền rồng này để đi thuyền rồng trên sông Hương thì quả là rất là tuyệt luôn quý vị. Ở bên đây là bến Tùa Khâm đấy quý vị. Tùa Khâm Huế. Anh chở thuyền rồng đây hả? À đấy hả? Hả? À. Dạ dạ không. Dạ không em hỏi thử để có gì em máy ta. À, dạ. Anh có phải phải đi ngay cả Huế? Tối nay cả Huế hả? Dạ. Là bao nhiêu tiền một người? Một người chúng ta đi ngay cả Huế vừa thật em có đang đi một tiếng vào, đi 7 giờ đến 8 giờ vào. Là mấy tiền? Là 150.000. 150.000 hả? Dạ. À, mấy giờ đi? 7 giờ. Anh đi suốt mấy giờ? Là có máy xúc luôn hả? Dạ, anh đi suốt 7 giờ, đi suốt 8 giờ chứ đã khuyên anh đi suốt 7 giờ, 8 giờ. À, suốt nào là dạ đông người nhất? Dạ, nói chung là suốt 7 giờ hàng đông người với 8 giờ hàng đông người. Tuy anh, vì à. Anh phải sẵn chuột hết đó. À, em, đấy bảo, em bảo được 17 vé đó. 17 vé đó hả? Nhưng mà có chờ không? Rứa, em không, mất không, có không, không chờ, không chờ. À, đấy hả? Nếu đi lên phòng được vé đó, có lượng em đi tu lượng 2 đông này. Là 150 ngàn à? Dạ, bao gồm tất cả em hết. Dạ, 1 tiếng hả? Dạ. À, được mấy, nghe được mấy bài ca Huế? Tôi ca sĩ hồi diễn, em diễn được. Em diễn được. Thì ca sĩ diễn xong mình vô diễn luôn. À, anh vô diễn luôn. Không, chị diễn nhá. Sao, anh diễn được. Chị nghe lâu rồi thì chị biết chị diễn. Em được, em là chứ. Ca sĩ diễn diễn chân nha. Dạ. Đó, đi tu lượng thôi. Thiền đi hả? Dạ. Thiền đi hay thiền đi? À, thiền, đi thiền nào được. Thiền nào được hả? Là 150 nghìn mọi người. Dạ. Còn ví dụ đi đông người là giá nó sao? Không, đi đông người đó, để thêm vẻ mạng vẻ đông người. Còn vé đông người còn vé cá nhân răng nữa thì hỏi cho rõ. Không, tại giống đông người giống nhau mà. À, giống nhau à. Thì em hỏi cá nhân chừng đó thì đông người thì có giảm không á? Đâu anh hỏi. Người. Thì ví dụ như 4-5 người đó. 4-5 người thì em giảm. Là còn là khoảng bao nhiêu tiền? Nói cho rõ luôn đi, được cái tiền đi. 2.000 người hả? Dạ. Anh tới đây bỏ cái máy ở đây anh giữ. Mất à. Em đen chưa? À, mất anh lại chiếc thuyền nó chạy lắm. Em chạy. Em chạy thuyền được ngon lắm. Em đẩy thuyền được chứ em chạy thuyền được. Có người phục vụ thuyền nha má mốc anh xin. Anh xin lên phục vụ thuyền. Đừng nói anh xuống đây phục vụ thuyền. Dạ rồi em cảm ơn chị ha. Dạ, bảo em đi cho em nha. Rồi. Này có máy bắt á, câu cá tối nay là trên thuyền đây là có cá Huế đây quý vị. Mình cũng đang tìm đồng đội để cùng đi nghe cá Huế vào buổi tối. Thì quý anh chị và các bạn nào mà đi được thì alo với Bình để tối nay đồng hành du thuyền trên sông Hương để nghe ca Huế. À, bên đây là các cái thuyền rồng luôn. Đây có mấy bác đang câu cá này, sông Hương đây. Đây thuyền rồng. Khung cảnh đẹp tuyệt vời luôn quý vị ơi, ngay chỗ dòng sông Hương. Đây bến Tùa Khâm đây quý vị. Bến Tùa Khâm. Bến Tùa Khâm. Cà phê. Có cây bông giấy đẹp lắm quý vị. Tùa Khâm này thì nó gắn liền cả lịch sử đây. Quý vị các bạn nào nắm được lịch sử thì hiểu được cái Tùa Khâm này. Bến thuyền du lịch Tùa Khâm. Đây là không gian của bến thuyền du lịch đấy quý vị. Đấy, các bạn có thấy cây hoa giấy ở đây mình nó rất là to luôn các bạn. Cây hoa giấy này bây giờ giá tiền của nó chắc nhiều lắm. Hoa giấy này mấy màu luôn quý vị này. Có cả máy màu tạo thành ba tán đầu tiên, thứ nhì và tán thứ ba. Đây gốc của nó đây quý vị. Hoa giấy này chắc có tên bến Tùa Khâm mà không, bình thường đâu là cây hoa giấy này có tên nhưng mà không phải. Này cô chú anh chị chào con. Con đi với ai vậy? Con đi chắc hay là đi với mẹ? Đi đâu, đi chơi. À đi chơi hả?
À, đây quý vị. Hướng mình đây là những sông Hương đó quý vị.